Chào mừng các bạn đến với San Sale và đánh giá. Mình tin đây sẽ là video mà rất nhiều bạn mong chờ, đó là cảm nhận của người dùng về OnePlus A2V. Đây là ốp được tặng kèm sẵn trong máy này, màu xanh cũng khá là đẹp, tương đồng với lại cái màu mặt lưng kính của OnePlus A2V nha. Đấy, khá đẹp đúng không? Rồi, về phía cá nhân người sử dụng đã và đang sử dụng thì có cái điểm gì mà chưa hài lòng về sản phẩm này thì cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chúng ta đến với một cái comment của bạn Quốc Bảo. Anh em cho mình hỏi xin lời khuyên về nhược điểm và ưu điểm mà mấy con trong tầm giá dưới 8 triệu với ạ. Bạn có chia sẻ này, đầu tiên với OnePlus A2V, ưu điểm đa nhiệm tốt, thông báo 9 trên 10, camera ổn, RAM với ROM tốt trong tầm giá, sạc nhanh, pin trâu. Nhược điểm chip Dimen nên tối ưu chưa tốt cho lắm, 8 trên 10, chụp hơi thiếu sáng, cộng đồng ít người sử dụng. Đấy là về cái cảm nhận của bạn nha. Có bạn nào thích biết về cảm nhận của một vài sản phẩm khác thì bạn Quốc Bảo cũng có nói ở trong cái bài post rồi. Có một vài cái mà mình không có đồng ý cho lắm, đó là về cái độ sáng ở trên OnePlus A2V. Con này chụp ảnh rất là sáng nha, nói chung là ngon. Và cái nhược điểm trên con này phải chăng là về khả năng chống rung? Thực sự là quay video trên con này chống rung tệ hại luôn các bạn ạ. Mình thì đang trải nghiệm OnePlus A2V, sắp tới cũng sẽ có một cái video đánh giá chi tiết để các bạn nào muốn tham khảo nha. Rồi, đến với một cái comment của bạn Akane9571. Game xin con này chơi game ngon ở trung bình 60fps, chơi full setting vẫn drop hay đài ghép ở Sumeru mặc dù có lắp sò. Và tiếp theo, comment của bạn Lộc Nguyễn QF3VT. Con này mấy ông trên group OnePlus báo màn cảm ứng lởm với chơi game không ngon, bán tháo mà. Ok, thực sự về cái tần số chạm cảm ứng trên OnePlus A2V, mình có test thì nó chỉ rơi vào khoảng đâu đấy là 125Hz gì đấy thôi. Nếu mà so sánh với nhiều sản phẩm khác thì nó sẽ không cao bằng đâu. Tiếp theo vẫn là vấn đề liên quan đến màn hình này. Comment của bạn Nguyễn Linh. Từ Samsung qua sử dụng OnePlus A2V được nửa tháng thì thấy ổn và mượt, nhưng lại nghe OnePlus hay bị hỏng màn, thấy hơi rén. Mọi người ai sử dụng lâu rồi cho mình xin ý kiến với. Bạn Long Hennessy có comment như sau: bị sọc đa số là dòng 8T, 9R là nhiều, những dòng sau từ 10 đổ đi, hy vọng việc hoàn thiện tốt hơn nhiều. Nếu không có vụ sọc màn này thì OnePlus thực sự rất ngon trong tầm giá, ăn đứt Xiaomi luôn, từ hệ điều hành, camera rồi đến độ hoàn thiện. Nhìn chung về cái vấn đề sọc màn như thế này thì sẽ cần thời gian trả lời thôi, bởi vì là con này cũng ra mắt được một thời gian. Về cái vấn đề sọc màn thì chưa có nhiều nha, trừ khi con này sau này vấn đề sọc màn bị nhiều ấy thì anh em mới phân vân thôi. Tiếp theo, comment của bạn Kiên Lê Trung 9158. Nghe nói nhiều người bảo con này không xem được Full HD với độ phân giải cao trong nhiều app. Vấn đề này mình đang trải nghiệm, sắp tới sẽ có cái phản hồi cho các bạn nha. Và với OnePlus A2V này nha, với Netflix chỉ có chuẩn L3 thôi các bạn ạ, rất tiếc. Đến với một cái comment tiếp theo của bạn Đức Hải. Camera chỉ đủ dùng ở tầm trung bình, ROM Trung Quốc chưa có quốc tế, nhưng không chậm thông báo quá nhiều, một số thứ nhỏ vẫn là tiếng Trung, chip thì mạnh như nào bạn tự biết. So cam với Pixel 6, thực ra là Pixel 6 Pro đấy, bạn viết nhầm, là 10 điểm thì con này khoảng 6 điểm, không có chống rung. Và ở dưới bạn cũng có comment thêm là tớ dùng hai máy con OnePlus A2V, tớ để ý là con này bắt wifi kém hơn Q5 Pro, không biết do chip hay ROM, sóng wifi vẫn thế nhưng con Q5 Pro tốc độ load nhanh hơn hẳn, A2V thậm chí lag không load được, test ở điều kiện wifi 1-2 vạch nhé. Em này cũng có khá là nhiều vấn đề các bạn nhỉ. Rồi, chúng ta đến với một cái cảm nhận của bạn Nam Khánh. Phụ thuộc vào nhu cầu bạn dùng máy làm gì nữa, em dùng một tuần cảm nhận như sau: màn đẹp, viền mỏng, sạc si, pin trâu, sạc nhanh. Chắc ý bạn ở đây là từ 10% sạc đấy, mất khoảng từ 35 đến 40 phút. Và máy cực mát, em không chơi game nên không biết đánh giá sao. Cam với cá nhân em đủ dùng, không quá cầu kỳ. Tóm lại, em hài lòng với em nó. Ngoại hình đẹp, màn to, viền mỏng, màu sắc đẹp, pin trâu, sạc nhanh, mát mẻ, vân vân. Cảm nhận như vậy cho bác tham khảo, chúc bác sớm mua được máy ưng ý. Tiếp theo, về cái thời gian on screen trên OnePlus A2V, bạn Khánh có nói như sau: vậy con này hội tụ đủ yếu tố bạn cần rồi đấy. Pin mình sạc 100% từ 6 giờ sáng, dùng lướt top top, chơi game nhẹ vân vân, đến 6 giờ tối còn khoảng 35-40%, màn đẹp, màu sắc hài hòa. Ok, theo như mình nghĩ với OnePlus A2V nó có thể trụ lâu hơn, mình sẽ trải nghiệm kỹ sau đó sẽ phản hồi cho các bạn. Và với comment của bạn Quốc Dương, con này dùng thì ok rồi, màu ROM gốc nó SIDA lắm, không bật được bong bóng chat, không cho dùng tự động điền của Google, dùng mà chả khác gì iPhone nên mình đổi qua K50 Ultra. Đó là tất cả phản hồi của các bạn về OnePlus A2V. Ngoài ra về cái ưu điểm này, chúng ta vẫn sẽ có một cái giao diện nói chung là sử dụng rất là mượt mà, chúng ta vẫn có màn đẹp,
có cam chụp khá là đẹp, mỗi tội là trông rung như hạch ấy. Nói chung các bạn thấy sao về OnePlus A2V? Đừng quên để lại comment bên dưới. Và sớm thôi, mình sẽ có một cái video đánh giá chi tiết em này nha. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.